Thế thì đúng là từ lúc xây xong đến giờ vợ chồng tôi ở đây rất thoải mái, vì tiện nghi rất đầy đủ, cho nên tôi những người nào bây giờ mà xây nhà mới bây giờ nên xây nhà mái Thái Nhật như kiểu nhà tôi. Đấy là ý muộn của tôi, là rất thích, rất hợp lý. Tôi cũng thấy rất hài lòng vì rằng nó rất là tiện lợi mà lại hiện đại nữa, vì đã cái thiết kế đã ai cũng khen là vào rất là hợp lý. Cho nên tôi rất là hài lòng. Mới đầu xây thì đúng là thấy nó rất là khó vì nó trông nó hiện đại quá, thợ xây hơi ngại, người ta cũng đọc bản vẽ nhiều, nhưng mãi cũng xây lên được. Thế bây giờ thực sự là lúc mà cái nhà này rất nhiều người đến xem cái nhà này là tôi rồi. Thế cũng có khoảng 2-3 người xin cái bản vẽ của tôi để người ta về người ta xây theo kiểu này, nhưng mà còn tùy điều kiện người ta, đất đai nó rộng hoặc nó hẹp thì mới xây được. Thế tôi nói thật nhá, có những người người ta đến đây người ta bảo tội gì phải thuê thiết kế mất mấy chục triệu. Thế nhưng đúng, tiền nào của đấy, nếu không thuê thiết kế không làm cái nhà như này, so với người dân mà làm một cái nhà mất mấy chục triệu để cái bản thiết kế là người ta cũng băn khoăn. Nhưng riêng nhà tôi nói thật, thôi thì không có thì vay thêm vậy để làm thiết kế cho nó đẹp. Đấy, chính thức tôi cũng rất thích nhà thiết kế, mà bây giờ nhiều người làm nhà, tôi mà thôi bỏ ra mấy chục triệu thôi được cái bản thiết kế về làm cho nó đẹp, cho nó có mẫu mã, cho nó hình thái, cho nó đẹp đẽ. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Nhịp Đập Guitar, và tiếp tục chuyên mục Chuyển động cùng với Guitar Home ngày hôm nay thì Hồng Phương cùng với anh Quân sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị khán giả về một mẫu công trình nhà vô cùng độc đáo mà Guitar Home đã thiết kế. Và không biết là công trình ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là công trình của chủ đầu tư nào vậy anh Quân? Công trình mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay là công trình của nhà bác Mật và bác Quy, có địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội. Dạ vâng, và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đội ngũ Guitar Home di chuyển vào bên trong tặng quà mừng tân gia gia chủ. Xin mời quý vị. Dạ vâng ạ, chúng cháu chào hai bác ạ. Dạ. Chúng cháu từ bên công ty thiết kế Nhịp Đập Guitar ngày hôm nay đến mừng tân gia. Dạ vâng. Chào bác. Dạ. Dạ. Quý vị khán giả của kênh Nhịp Đập Guitar thân mến, đứng cạnh tôi đây lúc này đó chính là bác Mật và bác Quy, là chủ đầu tư của công trình nhà mái Nhật 2 tầng mà Guitar Home đã thiết kế tại Mê Linh, Hà Nội. Dạ vâng ạ, cháu chào hai bác. Cháu là Phương đến từ bộ phận truyền thông của công ty kiến trúc Nhịp Đập Guitar. Ngày hôm nay khi về mừng tân gia của gia đình mình ạ, cháu có một vài câu hỏi muốn gửi tới gia đình của bác. Câu hỏi đầu tiên là chúng cháu rất là mong muốn được bác chia sẻ trải nghiệm của gia đình mình sau khi được sống trong ngôi nhà mới ạ. Chắc là đầu tiên cháu xin mời bác trai, bác Mật trước. Báo cáo với các anh các chị là khi gia đình nhà tôi xây được ngôi nhà mới này là do thứ nhất là bản thân chúng tôi là đi du lịch là một, thứ hai là con trai tôi nó có ý định là xây một cái nhà mái ngói kiểu Nhật. Thế thì đúng là từ lúc xây xong đến giờ vợ chồng tôi ở đây rất thoải mái, vì tiện nghi rất đầy đủ, cho nên tôi những người nào bây giờ mà xây nhà mới bây giờ nên xây nhà mái Thái Nhật như kiểu nhà tôi. Đấy là ý muộn của tôi, là rất thích, rất hợp lý. Dạ vâng, thế thì còn bác Quy, bác đánh giá gì về bản vẽ kiến trúc của công ty cũng như là sau khi bác trải nghiệm công năng trong căn nhà, bác cảm thấy là đã phù hợp chưa bác? Chào MC, chào tất cả mọi người. Thì thật ra là tôi cũng thấy rất hài lòng vì rằng nó rất là tiện lợi mà lại hiện đại nữa. Tôi không biết nói gì, là tôi cũng rất là hài lòng, thực sự là tôi hài lòng. Vì đã cái thiết kế đã ai cũng khen là vào rất là hợp lý. Cho nên tôi rất là hài lòng. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn hai bác với những chia sẻ vừa rồi. Bên cạnh đó thì cháu cũng rất là mong muốn được hai bác có thể chia sẻ thêm cho chúng cháu biết được về câu chuyện xây nhà của gia đình mình, lý do vì sao mà gia đình mình lại lựa chọn mẫu thiết kế nhà mái Nhật, đặc biệt là mẫu nhà vườn như thế này. Vừa nãy thì bác Mật có chia sẻ với chúng cháu là qua quá trình bác đi du lịch, đúng không ạ, bác cũng tham khảo rất nhiều nơi thì bác rất là cảm thấy là ưng ý với mẫu nhà này. Bên cạnh đó cháu vẫn muốn là được bác chia sẻ thêm về câu chuyện xây nhà của gia đình mình ạ. Báo cáo với các anh các chị là khi nhà tôi là cái nhà đất nhà tôi đây là đất nhà cấp 4. Thế lúc ấy là có 4 gian nhà mái ngói kiểu nhà thời xưa. Thế nhưng quá trình là gia đình nhà tôi là cũng đi chơi đây đó thì xem rất là cái nhiều cái nhà nó kiểu như cái nhà này. Thế thì tôi cũng về nói chuyện với con trai tôi, nó bảo là thế để con sẽ thuê thiết kế của cái công ty này, là thiết kế một cái nhà mái gọi là tiện nghi đầy đủ. Ví dụ là xung quanh là nhà, ở giữa là một ngôi nhà mà xung quanh là lối đi hoặc là vườn cây, vườn hoa. Thế thì đúng may là cái đất nhà tôi nó hơi rộng một tí, chứ nếu nó hẹp cũng không làm được cái kiểu nhà này. Thế trong quá trình xây dựng nhà này thì tôi rất hài lòng là khi xây xong cái. Mới đầu xây thì đúng là thấy nó rất là khó vì nó trông nó hiện đại quá, thợ xây hơi ngại, người ta cũng đọc bản vẽ nhiều, nhưng mãi cũng xây lên được. Thế bây giờ thực sự là từ lúc xây cho đến lúc giờ vợ chồng tôi ở
con tôi nó ở ít thôi nhưng vợ chồng tôi ở nhiều, tôi thấy rất thoải mái, ở nhà này rất hợp lý và lại đẹp. Hình như là nếu không nhầm thì cả làng tôi sẽ chắc là có cái nhà này chỉ là nhà thứ hai thôi. Đấy, cũng có một cái nhà nữa nhưng mà nó cũng không được ấy lắm, nhưng cái nhà này là thiết kế có ấy, mà cái nhà này rất nhiều người đến đến xem cái nhà này là tôi rồi. Thế cũng có khoảng 2-3 người xin cái bản vẽ của tôi để người ta về người ta xây theo kiểu này, nhưng mà còn tùy điều kiện người ta, đất đai nó rộng hoặc nó hẹp thì mới xây được thế. Thế tôi vừa nói chuyện với anh kia thế mà đấy, báo cáo với các anh các chị thế thôi. Dạ vâng ạ, cháu cũng biết là gia đình mình xây dựng ngôi nhà của mình tại một vùng quê. Và việc mà anh Tuấn tìm kiếm các đơn vị thiết kế ban đầu thì gia đình mình khi mà trao đổi với nhau thì gia đình mình có đồng ý không ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta xây nhà thì cũng có rất là nhiều các ý kiến, và việc lựa chọn thiết kế hay là không thiết kế thì cũng đắn đo rất là nhiều, đúng không bác? Đúng ạ, tôi nói thật nhá, có những người người ta đến đây người ta bảo tội gì phải thuê thiết kế, mất mấy chục triệu, thế nhưng mà đúng, tiền nào của đấy, nếu không thuê thiết kế không làm cái nhà như này. Thẳng thắn thợ đây không làm nhà như này, vì thợ đây nó chỉ làm xung quanh cái vùng này thôi, nhưng có thiết kế này cũng là phải nói cũng người ta cũng rất là căng đầu chứ mà không đâu, chứ không phải cứ thế này mà xây được, mà cũng phải đo đi đo lại cũng rất là nhiều, cũng suy nghĩ trưa anh em xây nhưng mà đến chiều là vẫn cái ông chủ cai là vẫn phải đọc năm để xem bản vẽ, chứ không phải tự nhiên mà này được. Thế cho nên thuê một cái bản vẽ thiết kế này để làm được một ngôi nhà nhá, thì lúc nó mất mấy chục triệu thật, so với người dân mà làm một cái nhà mất mấy chục triệu để cái bản thiết kế là người ta cũng băn khoăn. Nhưng riêng nhà tôi nói thật thôi thì không có thì vay thêm vậy để làm thiết kế cho nó đẹp. Đấy, chính thức tôi cũng rất thích nhà thiết kế, mà bây giờ nhiều người làm nhà, tôi mà thôi bỏ ra mấy chục triệu thôi được cái bản thiết kế về làm cho nó đẹp, cho nó có mẫu mã, cho nó hình thái cho nó đẹp đẽ. Đấy, báo cáo với các anh chị thế. Dạ vâng ạ, cháu cũng có nghe một câu nói mọi người có truyền tay nhau nói là nếu như mà chúng ta xây nhà không có thiết kế thì cũng giống như việc chúng ta làm việc mà không có kế hoạch. Đúng rồi. Khi mà chúng ta có bản thiết kế trong tay thì đầu tiên ngôi nhà của chúng ta về thẩm mỹ chắc chắn là sẽ được đẹp mắt rồi ạ. Vâng. Bên cạnh đó thì công năng cũng như là bố trí mọi thứ sẽ vô cùng khoa học cũng như là hợp lý để giúp cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là hai bác sẽ rút ngắn được cái thời gian cũng như là công sức của mình hơn. Yeah. Vâng ạ, cháu cảm ơn hai bác ngày hôm nay rất nhiều khi đã đồng hành cùng với chương trình. Và câu hỏi cuối cùng thì cháu muốn được cả phỏng vấn hai bác. Hai bác có đánh giá gì sau một cái quá trình hợp tác cũng như làm việc cùng với Kita Home về chất lượng sản phẩm cũng như là thái độ làm việc của nhân viên? Vâng, cháu mời hai bác. Không, báo cáo với chị là tôi thấy cái công ty này rất là nhiệt tình, vì từ lúc anh con trai tôi mời lên đây là có cũng anh lên thiết kế ở đây, từ lúc thiết kế cho đến lúc nhà tôi xong ngôi nhà tôi rất thoải mái. Tôi thấy cái công ty này rất là nhiều công ty thiết kế, nhưng mà nhiều người tôi bảo bây giờ tốt nhất tôi cho mượn bản thiết kế có số điện thoại đấy, mình điện cho người ta hỏi người ta mà đến mà mời người ta lên mà thiết kế. Thế chắc là sau này làng tôi này cũng có nhiều người, người ta cũng chuẩn bị xây nhà cái cửa đấy. Qua cái nhà là tôi này người ta cũng đến thăm mấy lần rồi, cũng có nhiều người đến thăm rồi cũng bảo là nhà đẹp. Thế còn sau này người ta làm hay không làm đấy là tôi cũng không dám nói. Thế cả báo cáo với chị như thế thôi. Dạ vâng, một lần nữa chú cháu được thay mặt cho công ty kiến trúc nhà đẹp Kita được cảm ơn tới hai bác và toàn thể gia đình đã tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng với công ty. Và ngày hôm nay thì đến mừng tân gia của gia đình mình ạ. Chúng cháu thì cũng có một lặng hoa tươi thắm cũng như là một gói quà gửi tặng cho gia đình mình. Và kính chúc gia đình của hai bác sẽ có được một cuộc sống thật là hạnh phúc cũng như là viên mãn trong ngôi nhà mới ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Thế chúng tôi thay mặt cho gia đình là xin kính chúc công ty kiến trúc sinh nhà cửa Kita này có cố gắng mãi mãi phát huy càng nhà càng đẹp cho mọi người đều được xây nhà càng đẹp nữa. Đấy, tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng. Quý vị khán giả thân mến, sau khi gặp gỡ và phỏng vấn gia chủ xong thì anh em chúng tôi sẽ quay trở về với công việc của mình, đó là review chi tiết một công trình nhà mái Nhật 2 tầng này để quý vị khán giả đang có nhu cầu có thể là tham khảo. Đầu tiên thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng hệ cổng ra vào của gia đình trước. Vâng, anh Quân thì có đánh giá gì về hệ cổng của gia đình nhà Bắc Mật ạ? Anh có nhận xét đó là anh thấy nhà Bắc Mật có thiết kế bộ cổng này và mái cổng rất chi là đẹp. Cùng với đó là Phương có thể nhìn thấy là hai bên trụ cổng đã được bác sử dụng bằng cái chất liệu đó là sơn giả đá. Nhìn nó rất là ăn nhập và một cái hệ mái ngói Fuji.
Ngói Fuji thì xin bật mí với Phương và các quý vị khán giả của Nhà Đẹp Guitar thì đây là một loại ngói có chất lượng rất là tốt ở trên thị trường. Nó được làm là bằng ngói màu trộn với cả vữa và với cái công nghệ là từ Nhật Bản, nên là cái ngói này thì sẽ được đánh giá là có cái độ bền cao hơn 16 lần so với các cái loại ngói thông thường về cái màu và cái chất lượng ngói đó, và nó cũng nhẹ hơn nữa, thành ra là cái thời gian thi công nó nhanh hơn. Và các quý vị chủ nhà mà có bận tâm đến cái vấn đề là cái tải trọng khi mà chúng ta lợp ngói lên thì nó cũng không phải lo lắng nhiều, tại vì ngói này nó nhẹ hơn 40% so với cả những cái loại ngói khác ở trên thị trường. Ngoài ra thì là Phương có thể nhìn thấy đó là hai bên cánh cổng thì là được làm bằng cái chất liệu đó là thép hộp sơn tĩnh điện màu nâu cùng với cả các cái thanh bằng giả gỗ rất chi là đẹp, và nó cũng tạo lên một cái sự sang trọng. Ngoài ra thì là cái chất liệu gỗ này và các cái thanh to bản như thế này thì cũng một phần cũng sẽ giữ được cái sự riêng tư cho chủ nhà ở bên trong, đúng không? Dạ vâng, một thông tin rất là hữu ích khi mà chúng ta mới chỉ khám phá khu vực cổng ra vào của gia đình thôi ạ. Còn rất nhiều điều thú vị ở bên trong nữa, và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh em chúng tôi. Vâng, khi di chuyển vào bên trong thì em cảm thấy là quỹ đất xây dựng của gia đình cũng tương đối rộng. Và anh Quân có thể là cho em biết thêm về cái thông tin về diện tích của gia đình được không ạ? Xin bật mí với cả MC Hồng Phương và các quý vị khán giả của Nhà Đẹp Guitar. Thì công trình của gia đình nhà bác Mật có cái chiều ngang đó là khoảng 8,7m và chiều sâu bên trong thì là khoảng 13m. Tức là về cái diện tích của công trình này là khoảng 110m2 trên một sàn. Dạ vâng, 110m2 trên một sàn. Và bên cạnh đó thì gia đình cũng có thêm một khoảng sân vườn tương đối rộng. Một thông tin để nếu như quý vị đang sở hữu một quỹ đất có diện tích tương tự như gia đình bác hoặc là rộng hơn, có thể là tham khảo ngay mẫu thiết kế nhà vườn mái Nhật. Và nhà vườn mái Nhật thì không thể thiếu được khoảng sân vườn rồi ạ. Thông qua những thước phim mà Kita Home ghi hình lại thì quý vị có thể thấy là rất nhiều các không gian được gia đình bác chăm chút trồng cũng như là trang trí, rất nhiều các tiểu cảnh cây xanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về với nhân vật chính ạ. Vâng, nhân vật chính của chúng ta đó là ngôi nhà mái Nhật 2 tầng với cái thiết kế vô cùng hiện đại. Vâng, với những cái ngôi nhà mái Nhật thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại này thì em thấy là phần lớn thì các kiến trúc sư sẽ sử dụng chủ yếu là các mảng vật liệu trang trí này cũng như là màu sơn để phối cảnh tạo nên cảnh quan tại khu vực ngoại thất của công trình, đúng không anh Quân? Đúng rồi, thì là nhà mái Nhật là đặc thù thì sẽ là cái hệ mái đua ra ngoài này, hệ ngói Nhật này, cùng với cả đó là những cái hệ cột, cột sảnh, cột giả đấy. Và ngoài ra thì là chúng ta có thể thấy là trước cửa nhà thì là có các cái bồn hoa trang trí được ốp gạch thẻ làm tạo lên một cái vẻ mà nó sang trọng nhưng mà nó cũng rất là đơn giản. Dạ vâng, anh Quân thân mến, di chuyển gần thì em thấy là gia đình được các kiến trúc sư thiết kế rất là nhiều các phào cũng như là chỉ để tăng thêm tính hấp dẫn của không gian ngoại thất của gia đình ạ. Và vào buổi tối, theo như em quan sát, khi mà bật tất cả hệ thống đèn chiếu sáng của gia đình lên ạ, thì sẽ tạo nên một cái khung cảnh vô cùng mãn nhãn và chắc chắn là sẽ chiếm trọn tình cảm của chủ đầu tư cũng như là thu hút ánh nhìn của những người dân khi đi ngang qua công trình này. Vừa rồi thì chúng ta có dịp phỏng vấn qua hai bác chủ nhà thì hai bác còn nói là ngôi nhà được xây dựng xong thì cũng giành được nhận được rất nhiều lời khen của những người hàng xóm xung quanh, và cũng có rất là nhiều những người quen người thân là xin lại bản thiết kế. Có thể thấy là với một cái mẫu thiết kế như thế này thì rõ ràng là rất là tuyệt vời, đúng không anh? Cái thông tin mà Phương vừa bật mí thì anh thấy là mặc dù là người thân của chúng ta rất muốn là làm xin cái bản vẽ về để chúng ta làm, nhưng mà thực ra là anh thấy với mỗi một nhà thì có một cái khuôn đất khác nhau, một cái nhu cầu sử dụng với cái công năng khác nhau, nên là chúng ta nên là thiết kế một bản thiết kế mới thì là nó sẽ phù hợp với cả cái khuôn đất của chúng ta, phù hợp với phong thủy và phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Dạ. Dạ đúng ạ, và lúc đầu khi mà em có đến đây thì cũng có dịp tâm sự với hai bác. Thì hai bác có nói là trong quá trình gia đình xây nhà đó thì cũng rất là mong muốn được giữ lại một vài những cái cây ăn quả, những cái cây lâu năm của gia đình để tạo bóng mát cũng như là tạo cảnh quan. Và vị trí từ cổng ra vào thì quý vị có thể thấy là gia đình cũng đã là giữ được cây bưởi này, rồi cây mít. Và phía trong này thì cũng có thêm một cái khoảng diện tích nho nhỏ, và đứng tại vị trí này thì chúng ta có thể là quan sát gia đình vẫn có thêm một khu vực bếp phụ ở phía đằng sau. Thì bác gái có chia sẻ với em là mặc dù là vẫn có bếp ở bên trong khu vực nhà chính, nhưng bác rất là thích được nấu nướng cũng như là vào những ngày có công có việc thì chiếc bếp phụ này sẽ phát huy tác dụng rất là tối ưu.
Vâng, một điểm cộng dành cho gia đình, nếu như mà gia đình có được một cái diện tích đất mình vẫn tương đối rộng như này, đảm bảo để mình có thể giữ được khu bếp cũ. Đúng rồi, anh thấy là những ngày mà gia đình mà có cỗ bàn hay là có công có việc thì là cái bếp phụ này sẽ phát huy rất là cao cái tác dụng của nó. Vâng, và di chuyển vào đây thì chúng ta có thể quan sát được gia đình ngoài cửa chính ra vào ở phía trước hướng đông nam ra. Thì tại vị trí này thì gia đình cũng được thiết kế thêm một cửa hậu dẫn tới khu vực phòng bếp của gia đình thì cũng rất là tinh tế. Một điểm cộng tiếp theo dành cho gia đình để giúp kết nối các không gian và giúp gia đình có thể thuận tiện hơn trong quá trình gia đình di chuyển. Vâng, và có lẽ là bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng với anh Quân, quý vị là Hồng Phương di chuyển vào bên trong để chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cũng là tìm hiểu về bố trí công năng cũng như là những thiết kế nội thất của gia đình. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, nối tiếp khu vực khoảng sân vườn của gia đình sẽ là một bậc thềm ngũ cấp dẫn tới khu vực sảnh chính. Anh Quân thân mến, là với việc mà thiết kế một bậc thềm ngũ cấp như thế này thì sẽ có ý nghĩa gì với gia đình ạ? Bậc ngũ cấp thì là sẽ tức là nó sẽ giúp cho cái công trình của mình được cao ráo đồ sộ hơn. Tại vì nhà mái Nhật thì là thường là cái chiều cao của mỗi tầng nó sẽ thấp, nên là khi mà chúng ta có một cái bậc ngũ cấp giúp cho khi mà chúng ta nhìn từ ngoài đường vào thì là công trình nó sẽ nổi bật lên, nó sẽ được cao ráo hơn. Ngoài ra thì Phương có thể thấy là ở đây thì nhà bác Mật có sử dụng là bậc ngũ cấp và làm bằng chất liệu đá đen nhiệt đới. Ngoài ra thì là bậc ngũ cấp thì sẽ về sinh lão bệnh tử thì là bậc ngũ cấp thì là rơi vào cung sinh, tức là sẽ giúp hút cái tài lộc về cho gia chủ. Vâng, rất là nhiều thông tin được anh Quân cung cấp dành cho quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới khu vực tầng 1 của gia đình ạ. Vâng, trước khi mà tiến vào khu vực công năng bên trong ạ, thì cho em hỏi anh Quân một câu nữa là hệ cửa của gia đình có phải là được làm bằng chất liệu đó là gỗ lim Nam Phi không anh? Đúng rồi, anh được bác Mật chủ nhà có chia sẻ đó là bộ cửa của gia đình thì là làm bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Dạ vâng, gỗ lim Nam Phi được chạm trổ cũng rất là công phu. Và theo như em có đọc trong bản thiết kế thì tại khu vực tầng 1 của gia đình thì sẽ được bố trí lần lượt các khu vực công năng. Đầu tiên sẽ là một khu vực phòng khách cũng như là phòng thờ. Tiếp theo ở phía trong là một khu vực phòng bếp và có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Vâng ạ, diện tích của khu vực phòng bếp, phòng khách cũng như là phòng thờ này thì em được tham khảo là hơn 44 m2. Và anh Quân có đánh giá gì về khu vực phòng khách của gia đình ạ? Anh có một cái nhận xét khi mà bước vào phòng khách của gia đình bác Mật, đó là phòng khách và phòng thờ này có một cái diện tích tương đối là rộng, đấy, khoảng 44 m2. Và ngoài ra thì khi mà bước vào đây thì anh thấy là xung quanh của gia đình được các kiến trúc sư của nhà đẹp Pita đã bố trí rất nhiều các cái hệ cửa sổ, và những cái cửa sổ có kích thước rất là rộng giúp cho cái không gian được trở lên thông thoáng hơn. Và ngoài ra thì Phương có thể nhìn thấy là gia đình nhà bác Mật đã thi công các cái cửa này bằng cái chất liệu đó là nhôm sinh pha, là một chất liệu mà rất là bền bỉ theo thời gian đó, và cái độ bền rồi độ cách âm cách nhiệt rất là tốt. Dạ vâng ạ, rất là tốt với một gia đình hiện đại, và đặc biệt là khi mà chúng ta với một gia đình có mặt tiền tiệm cận với trục đường giao thông chính của thôn đúng không ạ? Thì cũng có rất là nhiều các âm thanh tiếng ồn đúng không ạ? Việc mà chúng ta sử dụng cửa kính của nhôm sinh pha cũng rất là hợp lý. Và thêm một cái chi tiết mà anh Quân vừa chia sẻ với Hồng Phương cũng như là nhà đẹp Kita, thì gia đình của bác Mật thì được bố trí rất nhiều các hệ thống cửa sổ, nên là khi mà bước vào bên trong căn nhà thì em cảm thấy rất là thoải mái, thông và thoáng. Và việc mà gia đình bố trí thêm khu vực phòng thờ tích hợp với khu vực phòng khách và tại khu vực tầng 1 như thế này có thể thấy là gia đình đặc biệt chú trọng vào không gian thờ cúng của gia đình. Và thêm một thông tin nữa mà em cũng được biết thì bác Mật là con trai duy nhất trong gia đình. Đó, con trai duy nhất trong gia đình nên là bác dành rất nhiều tâm huyết tới không gian thờ cúng gia tiên, và quý vị có thể là tham khảo. Vâng ạ, nối tiếp khu vực phòng khách cũng như là phòng thờ của gia đình ạ, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Trước đó thì chúng ta quên mất là chi tiết vách ngăn giữa phòng khách và cầu thang cũng như là vách ngăn với phòng thờ. Và em cũng muốn được anh Quân chia sẻ thêm về cái thiết kế cũng như là chất liệu như thế này. Phương và các quý vị khán giả của nhà đẹp Pita có thể thấy đó là giữa phòng khách và phòng thờ, và giữa phòng khách và khu vực phòng bếp và khu vực cầu thang thì là có được các kiến trúc sư của nhà đẹp Pita thiết kế một cái hệ tủ. Giữa phòng khách và phòng bếp thì sẽ có một cái hệ tủ để giúp cho gia đình bác có thể để các cái túi sách hay là các cái đồ lưu niệm mà khi mà gia đình có những chuyến đi chơi, những chuyến công tác về đó. Và ở giữa phòng khách và phòng thờ
thì là xin mời cameraman chúng ta quay sang khu vực này, thì là chúng ta có thể thấy là có một cái vách ngăn CNC. Cái chất liệu ở đây thì là chất liệu bằng gỗ công nghiệp đấy, bằng gỗ công nghiệp, và phủ lên bề mặt đó là cái lớp bề mặt melamine. Đấy, cái vách ngăn này thì sẽ giúp cho giữa phòng khách và phòng thờ, khi mà chúng ta có khách thì là giữ được một cái sự riêng tư, một cái sự ấm cúng dành cho phòng thờ của mình. Vâng, riêng tư cũng như là tinh tế hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với không gian thứ ba của gia đình, đó chính là không gian phòng bếp. Ở phòng bếp của gia đình, theo như em được biết thì diện tích là khoảng hơn 20m2. Và tại đây thì gia đình cũng thiết kế nội thất cũng khá là đồng bộ. Chúng ta sẽ có khu vực bếp nấu nướng của gia đình được thiết kế theo hình chữ L với đầy đủ các kệ tủ. Rồi sẽ có một khu vực bàn ăn, rồi có một kệ tủ đồ khô ở phía đối diện với Hồng Phương đang đứng ạ. Cũng rất là gọn gàng, tinh tươm để cho hai bác có thể sử dụng. Và cái điểm cộng vừa rồi chúng ta đã cùng nhau giới thiệu ở khu vực ngoại thất có một cửa phụ dẫn ra khu vực phía sau. Và đi đến đây thì em lại phát hiện thêm ạ. Ngoài cửa phụ vừa nãy ra thì bên này vẫn có thêm một cửa hậu nữa, có rất nhiều các lối đi cũng như là cửa sổ để đảm bảo không khí cũng như là ánh sáng được lưu thông vào bên trong không gian sống của gia đình ạ. Nhất rất là nhiều cửa giúp cho gia đình đón nhận rất nhiều các cái không khí tươi vào trong nhà. Vâng, và cạnh với khu vực phòng bếp của gia đình thì sẽ là phòng ngủ đầu tiên. Xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong để quan sát. Phòng ngủ này theo như em được biết thì diện tích dao động khoảng hơn 13m2. Và với một phòng ngủ như thế này thì anh Quân có đánh giá như thế nào? Anh đánh giá đó là đây là một cái phòng ngủ mà vừa đủ dùng, vừa đủ công năng, khoảng 13m2 thôi. Không rộng quá mà cũng không nhỏ quá. Thì là cũng có kê được một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo. Ngoài ra thì là cũng có một chiếc cửa sổ cũng tương đối rộng đó. Và anh có nhận xét đó là đây là một chiếc phòng ngủ mà vừa đủ dùng cho mỗi một gia đình. Vâng, vừa đủ dùng và thoải mái đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ đến với công năng tiếp theo tại khu vực tầng 1, đó là nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung thì được bố trí tại khu vực gần như ở phía cuối công trình, cũng rất là tế nhị đúng không ạ? Và quý vị có thể là tham khảo bên trong thì cũng được bố trí đầy đủ các trang thiết bị tiện ích để gia đình có thể sinh hoạt cùng với nhau. Và bây giờ thì anh Quân cùng với Hồng Vương sẽ dẫn quý vị lên khu vực ở tầng 2 của gia đình để cùng nhau tham khảo. Bởi vì là khu vực ở tầng 2 của gia đình sẽ có rất nhiều những cái điểm thú vị mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Và di chuyển lên khu vực ở cầu thang của gia đình, em để ý thêm một chi tiết nữa của kiến trúc sư để mang tới ánh sáng cũng như là năng lượng vào bên trong không gian sống của gia đình. Thì kiến trúc sư cũng đã thiết kế một hệ cửa kính ở phía trên cũng khá là hợp lý đúng không anh Quân? Một hệ cửa kính rất lớn. Nó sẽ giúp mang lại rất nhiều ánh sáng vào trong ngôi nhà. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham khảo lần lượt các khu vực công năng tại khu vực tầng 2. Đầu tiên ạ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau tham khảo phòng khách, phòng sinh hoạt chung của gia đình ạ. Anh Quân có đánh giá gì với một gia đình thiết kế thêm một phòng sinh hoạt chung thứ hai như thế này ạ? Anh có được biết đó là bác có 3 người con và anh chị thì là cũng đã lập gia đình và có các cháu nhỏ. Và anh chị thì cũng rất là hay về để thăm bố mẹ. Thì cái phòng sinh hoạt chung này thì khi mà gia đình về tụ họp thì đây sẽ là cái phòng mà để cho các bạn nhỏ có thể là lên chơi này. Khi mà bố mẹ phải tiếp khách ở dưới hoặc là ông bà tiếp khách ở dưới thì các cháu sẽ lên đây chơi. Hoặc là khi mà các anh chị mà có khách thì là chúng ta sẽ có thể là đón tiếp ở khu vực trên này. Cũng rất là vừa phải, lịch sự, sang trọng. Vâng ạ, về công năng sử dụng thì rất là ý nghĩa cũng như là hợp lý. Còn về thiết kế nội thất ở đây thì anh Quân cảm thấy sao? Đầu tiên là về bộ bàn ghế này, tiếp theo là về kệ tivi. Anh thấy là với một thiết kế với một không gian như thế này thì đã hợp lý chưa? Anh thấy đó là đây anh chị có thiết kế một bộ sofa nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ để khi mà chúng ta có 1-2 vị khách đấy, chúng ta về chơi thì là chúng ta có thể tiếp ở trên này để không bị ảnh hưởng đến cái không gian riêng tư ở dưới. Vâng. Vâng ạ, đảm bảo là vẫn lịch sự và vẫn thoải mái cho các thành viên trong quá trình sử dụng. Và tông màu ở đây thì cũng được sử dụng khá là đồng điệu với nhau. Ngoài ra thì tại chi tiết góc của căn nhà thì em thấy là kiến trúc sư cũng rất là tinh tế khi bố trí thêm một kệ tủ để gia đình có thể là trang trí những cái đồ lưu niệm của mình. Và kệ tivi ở phía bên này thì cũng được thiết kế đơn giản thôi nhưng cũng đầy đủ các công năng cũng như là chức năng để giúp cho gia đình có thể sinh hoạt. Và quý vị cũng có thể là tham khảo. Và khu vực phòng sinh hoạt chung của gia đình ạ thì sẽ có thêm một cái ưu điểm nữa là sẽ có một khoảng ban công.
ở phía trước để giúp cho các thành viên trong gia đình có thể lên đây thư giãn, kết nối các thành viên với nhau. Và chất liệu cửa thì như anh Quân có giới thiệu từ đầu thì vẫn là cửa kính, cửa nhôm sinh pha đúng không anh? Đúng rồi, vâng. Chất liệu nhôm sinh pha. Và xin mời quý vị sẽ tiếp tục di chuyển ra bên ngoài để cùng nhau quan sát ạ. Vâng. Với một không gian lý tưởng như thế này thì gia đình sẽ có thật là nhiều những phút giây thư giãn cùng với nhau. Và tại vị trí bồn hoa của ban công này, theo như em quan sát ạ, ngoài đây là cây hoa giấy ra thì hình như ở phía bên dưới thì bác có trồng thêm như là su hào đúng không anh? Đúng rồi, anh được bác trai vừa mới chia sẻ đó là bác gái rất là thích trồng các cái loại cây ở trong nhà đấy, thì để đáp ứng được cái nguyện vọng của bác gái thì là bác trai đã phải rất là kỳ công để chống thấm cái khu vực bồn hoa này. Đó, cô có thể nhìn thấy các cái lớp sơn chống thấm vẫn còn nguyên ở trong cái chậu này đấy. Vâng. Cái lớp sơn này thì sẽ giúp cho mà khi mà chúng ta trồng cây hoặc là khi mưa xuống ở đây nó sẽ thành một cái khu vực để tích nước đấy, và cái lớp không có cái lớp sơn chống thấm này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khu vực tường này, nó sẽ ngấm ra ngoài này đấy. Vâng ạ, lần đầu tiên em thấy là gia chủ là trồng rau, trồng su hào ở khu vực ban công, một điểm cộng rất là hay. Với khi mà em đi từ dưới và cũng được bác chia sẻ là các mảnh vườn của bác ở khu vực phía dưới, nhưng em cũng không nghĩ là lên tầng 2 như thế này bác vẫn tận dụng chỗ nào có đất, chỗ nào có diện tích là bác đều trồng hết. Và chắc chắn là em nghĩ là gia đình bác là quanh năm chắc không mất một chi phí nào để mua rau sạch đúng không ạ? Quý vị cũng có thể là tham khảo. Và đứng tại vị trí này thì chúng ta có thể quan sát ở phía trên ạ. Gia đình cũng được là thiết kế thêm một hệ lam bê tông và có tấm kính ở trên để che chắn. Và cái hệ lam này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào với công trình nhà mới Nhật 2 tầng của gia đình nhà bác Mật và anh Quân? Công trình nhà bác thì có như anh em mình cũng đang đứng ở đây, đó là có một cái khoảng ban công nho nhỏ thôi, nhưng cũng là cái khu vực để trồng rau này, cũng là cái khu vực để khi mà chúng ta có gió hay là khi mà trời mát thì chúng ta có thể đi ra đây để hóng gió này. Đấy, và ngoài ra thì cái hệ lam này sẽ giúp cho mà khi mà mưa phùn, mưa nhỏ thì là chúng ta có thể đứng ở đây để cái không gian này của chúng ta luôn được khô ráo và sạch sẽ. Dạ vâng ạ, rất là hữu ích. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển vào bên trong, bởi vì còn rất nhiều các khu vực công năng hấp dẫn mà anh Quân cũng như Hồng Vương muốn chia sẻ dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu phòng sinh hoạt chung rồi. Và cái cạnh với phòng sinh hoạt chung đó là phòng ngủ thứ hai của gia đình. Vâng ạ, khi mà bước vào phòng ngủ này thì cảm xúc của em rất là khác, bởi vì phòng ngủ này rất là thoáng. Đầu tiên rất là thoáng bởi vì là sẽ có hai hệ thống cửa sổ cánh lớn để mang tới một cái không gian rất là chill vào bên trong căn phòng của gia đình. Không biết là anh Quân sẽ có cảm xúc như thế nào? Anh thấy là đây là một phòng ngủ mà gần như là sẽ là phòng ngủ mà được trang bị tiện nghi nhất của ngôi nhà này. Khi mà chúng ta có được các kiến trúc sư thiết kế hai hệ cửa sổ lớn, ngoài ra thì là có giường ngủ này, kệ để đồ này, các cái đồ lưu niệm này, bàn làm việc này, rồi tủ quần áo với 1, 2, 3, 4, 5 cánh. Đấy, cũng tất cả các cái chất liệu ở đây thì anh được bác và anh chị chủ nhà chia sẻ đó là chất liệu bằng gỗ công nghiệp cốt xanh Thái Lan chúng ạ. Phủ lên bề mặt là melamin. Đây là một cái chất liệu cũng rất là bền, rất là bền theo thời gian mà chúng ta không phải suy nghĩ gì cả. Độ bền của nó không khác gì so với cả gỗ tự nhiên đâu. Đúng là nội thất là linh hồn của ngôi nhà. Và quý vị có thể quan sát khi mà một căn phòng, một ngôi nhà được thiết kế nội thất thì đồ đạc mọi thứ sẽ được gọn gàng và tinh tươm, thẩm mỹ sẽ được cao hơn rất là nhiều. Và có thêm một cái chi tiết nữa em quan sát là tại khu vực phía vách ở đầu giường ạ, thì chiếc giường này cũng khá là thông minh khi có thêm một cái vách nữa để gia đình có thể là đựng đồ đạc của mình một cách gọn gàng trong quá trình mà gia đình mình ngủ. Và theo như thêm một thông tin nữa em biết thì phần lớn các phòng ngủ của gia đình ạ, diện tích thì sẽ dao động từ 12 đến 14 mét vuông. Và đây có lẽ là phòng ngủ sẽ có diện tích khoảng hơn 12 mét vuông đúng không anh Quân? Đúng rồi, đây là một phòng ngủ mà bác có bật mí đó là đây là phòng ngủ của gia đình của con trai của bác. Đấy, anh chị thì là công tác ở Hà Nội thì thỉnh thoảng cuối tuần thì anh chị về thì sẽ sử dụng cái căn phòng ngủ này. Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì tại tầng 2 này sẽ còn thêm hai khu vực phòng ngủ nữa. Và bây giờ xin mời tiếp tục quý vị khán giả sẽ cùng với Kita Home sẽ khám phá. Đây là phòng ngủ tiếp theo của gia đình. Và hiện tại thì phòng ngủ này còn rất là mới, vì gia đình cũng mới dọn về sống trong ngôi nhà mới thôi ạ. Diện tích của phòng ngủ này sẽ là nhỉnh hơn phòng ngủ ban đầu chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Diện tích khoảng hơn 13 m². Và phòng ngủ này thì sẽ có một cái cửa sổ đón khí tươi từ bên ngoài và bên trong.
Vâng. Và tại đây thì sẽ có thêm một cái điểm nhấn nữa là gia đình cũng bố trí trần và hệ thống đèn ở phía trên để tạo điểm nhấn cho không gian sống của gia đình. Và cuối cùng thì xin mời MC Hồng Phương cùng các quý vị khán giả của Nhà Đẹp Vita chúng ta cùng vào chiêm ngưỡng, chúng ta cùng khám phá một cái phòng ngủ cuối cùng của gia đình. Đây là phòng ngủ của bác gái. Thì bước qua cái hệ cửa composite này thì là chúng ta có thể thấy đây là một cái phòng ngủ mà nó được với cái diện tích cũng như là cách bố trí gần như là tương tự đối với cả phòng ngủ đầu tiên mà chúng ta cùng khám phá. Thì là chúng ta vẫn có hai hệ cửa sổ cũng tương đối rộng. Ngoài ra thì là cũng các đồ cơ bản ở trong phòng ngủ thì chúng ta có một chiếc giường này, một chiếc tủ và một chiếc bàn trang điểm đó. Và anh chị và bác trai cũng đã ưu tiên cho bác gái nó là phòng ngủ này thì có thêm một chiếc tivi để giúp cho bác có thể giải trí, có thể xem thời sự và các chương trình khi mà cuối ngày, đúng không? Vâng ạ, rất là hợp lý. Một chiếc tivi được có tích hợp tại khu vực phòng ngủ để giúp đời sống tinh thần của bác sẽ được phong phú hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng vệ sinh của gia đình ạ. Vâng, phòng vệ sinh chung của gia đình mặc dù là diện tích nhỏ thôi ạ, nhưng em thấy là phòng vệ sinh này cũng được bố trí rất là đầy đủ. Ngoài những cái thiết bị cơ bản ra thì em rất là đặc biệt ấn tượng với chiếc bồn tắm như thế này. Chiếc bồn tắm như thế này sẽ giúp cho đời sống sinh hoạt cũng là đời sống tinh thần của gia đình được trở nên phong phú hơn rất là nhiều. Và tại đây thì kiến trúc sư cũng thiết kế cho gia đình một cửa gió lùa, đúng không anh? Để cung cấp khí tươi vào bên trong. Anh thấy là bác trai vừa mới chia sẻ thôi, đó là các bạn nhỏ của gia đình khi mà về thăm ông bà thì rất thích là được ngâm mình trong cái bồn tắm này. À vâng, thế là thiết kế là cho các bạn nhỏ chứ không phải cho bác gái, đúng không anh? Đúng rồi, đây là một thiết kế mà cho cả gia đình. Vâng. Nhưng mà đặc biệt thích cái bồn tắm này thì là các bạn nhỏ. Vâng, gia đình. Có thể thấy là gia đình đặc biệt là quan tâm tới tất cả các thế hệ thành viên trong gia đình. Và phía bên này thì cũng có thêm một cửa sổ nữa, đúng là ngôi nhà nhiều cửa sổ, đúng không quý vị? Anh Quân thân mến, là sau khi đi một vòng tham quan ngôi nhà của gia đình Bắc Mật thì anh Quân có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ theo em cũng như quý vị khán giả được biết ạ? Với cái diện tích của gia đình xây dựng là khoảng 100m2, hơn 100m2 một sàn, thì anh có đánh giá đó là các phòng của gia đình nó rất là hợp lý, không quá rộng, không quá chật. Ngoài ra thì là anh đánh giá rất cao khi mà gia đình đã áp dụng các cái vật tư vật liệu tương đối là tốt vào trong nhà mình, đó là cái hệ mái Nhật Fuji này hay là cửa nhôm sinh pha giúp cho cái công trình của chúng ta được nổi bật hơn rất nhiều so với cả các công trình khác của khu vực này. Vâng, anh thấy là ngôi nhà của gia đình sau khi được hoàn thiện so với bản thiết kế mà kiến trúc sư của Kito Home gửi tới cho gia đình thì như thế nào anh? Anh có đánh giá gì về sự so sánh này không? Anh thấy là có một số những cái vật liệu mà gia đình thay đổi so với bản thiết kế, khi đó là các cái nhỏ thôi, các cái vật liệu ốp cột thì là đáng ra là chúng ta thiết kế là bằng gạch ốp, nhưng mà gia đình đã sử dụng cái chất liệu đó là sơn giả đá. Thì anh thấy cũng rất là hợp lý khi mà nó về cái phối cảnh của chúng ta nó sẽ không bị thay đổi. Ngoài ra thì anh thấy là hai bác cũng chia sẻ và anh cũng cảm nhận được đó là gia đình rất là tôn trọng cái bản vẽ thiết kế khi mà xây dựng nên một ngôi nhà mà anh nhìn nó giống hệt như là bản thiết kế của Nhà Đẹp Vita. Đúng là có thể thấy là khi mà chúng ta di chuyển từ ngoài vào bên trong ạ, thì có thể thấy là gia đình đã xây dựng ngôi nhà gần như là tuân thủ theo đúng các chi tiết mà Kito Home đã thiết kế. Và về cơ bản sau khi ngôi nhà được hoàn thiện ạ, em có đánh giá là ngôi nhà có thể là đẹp hơn khá là nhiều so với bản vẽ kiến trúc của Kito Home, và đây là một thành tựu lớn đáng tự hào của công ty chúng ta, đúng không anh? Anh khi mà chúng ta vừa mới xuống xe thì anh nhìn thấy anh cũng rất là vui khi mà công trình hiện lên rất là đẹp. Dạ vâng, một lần nữa thì cảm ơn anh Quân ngày hôm nay rất nhiều đã sắp xếp công việc của mình để đến tham gia review về một công trình nhà vô cùng độc đáo mà Kito Home đã thiết kế dành cho gia đình nhà Bắc Mật và Bắc Quy. Và nếu như quý vị yêu thích mẫu công trình nhà máy Nhật này và muốn Kito Home tư vấn cũng như là thiết kế thì quý vị chỉ cần nhấc điện thoại của mình lên và liên hệ với chúng tôi qua những thông tin hotline đang được hiển thị ngay trên màn hình, hoặc để lại thông tin của mình ở phía dưới comment để được kiến trúc sư, kỹ sư cũng như anh Quân của Kito Home tư vấn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video clip của chúng tôi. Còn bây giờ thì anh Quân cũng như là Hồng Vương xin chào và hẹn gặp lại quý vị.